như bọn ta nghĩ. À, để mị nói cho nghe, các ngươi tưởng là gây chuyện với thiếu gia ở Retrosa này xong rồi chuồn là mọi chuyện sẽ êm xuôi hay sao hả? Hả? Cốc ghé như ngươi mà đòi hù dọa bọn ta sao? Không có cửa đâu. Anh bạn nè, những gì mà bọn tôi đã hỏi anh biết gì thì mau nói ra hết đi.